một bóng bay chứa rác của Triều Tiên đã hạ cánh trên nóc một tòa nhà ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc và gây ra hỏa hoạn. Chuyên gia Hàn lo lắng khả năng có điều khiển từ xa. Lực lượng chữa cháy cho biết 15 xe cứu hỏa và 54 nhân viên đã được triển khai. Đám cháy đã được dập tắt trong 18 phút và không có thương vong nào. Các cơ quan quân sự cùng cảnh sát đã thu thập và điều tra về quả bóng bay chứa rác. Ngày 16 tháng 9, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã thả khoảng 120 quả bóng bay chứa rác về phía biên giới từ cuối ngày 15 tháng 9. Trước đó một ngày, Seoul cũng cáo buộc Triều Tiên đã thả 50 quả bóng tương tự. Khoảng 40 quả bóng bay đã hạ cánh xuống Hàn Quốc, chủ yếu là ở tỉnh Gyeonggi ở phía Bắc và ở thủ đô Seoul, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết. Rác thải mà những quả bóng này đem theo chủ yếu là giấy và nhựa. Liên quân Hàn Quốc nhận định số rác này không gây nguy hiểm cho người dân. Kể từ tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 5.000 quả bóng bay chứa rác về phía Hàn Quốc nhằm trả đũa các bóng bay tuyên truyền chống chế độ do các nhà hoạt động Hàn Quốc thả. Đáp lại, Hàn Quốc đã nối lại các buổi phát thanh tuyên truyền quy mô lớn từ loa phóng thanh dọc biên giới nhắm vào Triều Tiên. Hồi đầu tháng 9, thiết bị hẹn giờ trên các quả bóng bay chứa rác đã gây ra hỏa hoạn gần sân bay và một nhà kho ở Hàn Quốc. Người phát ngôn Liên quân Hàn Quốc giải thích rằng các bóng bay của Triều Tiên được gắn các thiết bị hẹn giờ làm nóng để tách bọc rác khỏi quả bóng và thả xuống đất. Song thiết bị này có thể gây cháy nếu không được tách rời đúng cách.